Rồi, ok, hello, xin chào các bạn đến với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình lại đặt một món nữa ở trên Shopee. Thì cùng xem hôm nay mình mở hộp đây là món gì nhé. Rồi, như các bạn thấy ngoài cái vỏ của hộp thì đây mình đặt một cái xe đẩy 3 tầng. Đó, thì sản phẩm này rất thích hợp cho các mẹ bỉm sữa ở nhà nhé. Có con để mấy cái đồ linh tinh ở trên này rất là gọn. Đó, hoặc bạn nào cần di chuyển đồ thì cái món này cũng khá là hữu ích. Rồi món này mình đặt dao cũng khá là nặng đây, nhưng cũng được áp mã free ship các kiểu. Rồi thì các bạn cũng nghe thấy tiếng, cũng có thể thấy đó là cái khung của nó là được làm bằng sắt nhé. Đó, sơn màu trắng rất là đẹp luôn, có hai màu, màu trắng hoặc màu đen. Nhựa thì cái khay là bằng nhựa ABS cũng rất là chắc, không có ọp ẹp gì cả. Ở đây được tặng đủ phụ tùng để các bạn lắp luôn, ốc này, bánh xe này. Đó, bánh xe cũng rất là chắc luôn. Rồi thì ở đây có một cái sách hướng dẫn các bạn lắp, cũng khá là đơn giản, cũng không có gì. Các bạn nữ cũng có thể tự lắp được, các bạn chỉ cần làm theo các bước của nó này. Thì bây giờ mình sẽ cùng lắp để xem nó như thế nào nhé. Rồi ở đây chúng ta sẽ lắp cái khung trước. Đây là cái tầng ở dưới cùng, các bạn là lắp trước. Đây, sau đây mình lắp cho bạn xem cái tầng ở dưới cùng. Lắp cả bánh xe vào luôn, rồi chúng ta vít lại cho nó chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ lắp hoàn chỉnh luôn. Sau khi hoàn chỉnh nó sẽ như thế này các bạn. Khá là đẹp. Bánh rất là êm. Đó, mình xoay một vòng cho các bạn xem này. Rất là chắc chắn luôn. Ở đây có 3 tầng này. Rồi bánh xe của chúng ta có cái khóa. Đó, khóa giữ luôn, tránh bị trượt. Rồi, bạn nào quan tâm thì link sản phẩm mình vẫn để phía bên dưới nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.